Chúng ta cùng học tiếp bài số 10. Tiếng Anh lớp 7. Unit 10. Energy sources. A closer look 1. Trước khi đi vào bài, các em hãy cùng cô đọc một số từ vựng sau đây nhé. Hydro energy. Nuclear. Nuclear energy. Breeze. Breezes. Sea breeze. Panel. Solar panel. Produce. Đầu tiên, các em sẽ luyện tập từ vựng thông qua bài tập 1. Và yêu cầu của hoạt động này là các em sẽ nối các dạng năng lượng ở cột A với những cái nguồn năng lượng ở cột B. Như vậy chúng ta sẽ đọc và nối sao cho hợp lý các bạn nhé. Ví dụ như câu số 1, solar energy. Đó là năng lượng mặt trời, thì chúng ta sẽ nối với là the sun, là mặt trời. Câu số 2, wind energy, là năng lượng gió, thì các em sẽ nối với cho cô từ wind, là gió. Câu số 3, hydro energy, là năng lượng thủy điện, thì chúng ta sẽ nối với là water. Và câu số 4, nuclear energy, chúng ta sẽ nối với là nuclear, đó là năng lượng hạt nhân, thì nối với là hạt nhân nguyên tử. Bây giờ, các em sẽ làm bài tập số 2 với yêu cầu như sau. Viết các cụm từ để gắn nhãn các bức tranh. Ở đây chúng ta có bức tranh số 1, nuclear energy, là năng lượng hạt nhân. Và đối với các bức tranh còn lại, chúng ta có thể gắn nhãn như sau các bạn nhé. Ở phần số 2, hydro energy, năng lượng thủy điện. Và câu số 3, solar energy, là năng lượng mặt trời. Và câu thứ 4, wind energy, là năng lượng gió. Bài tập số 3 có yêu cầu là hoàn thành các câu sau đây với các từ hoặc là cụm từ trong bài 1 hoặc là bài 2. Câu số 1. A good place to change to energy is near the sea because of the sea breezes. Nơi tốt để đổi gió thành năng lượng là gần biển vì có gió biển. Như vậy thì ở vị trí số 1 này chúng ta sẽ điền cho cô từ wind. Câu số 2, they are putting solar panels on the roof of our building to produce. Họ đang đặt các tấm pin mặt trời trên nóc của các tòa nhà của chúng tôi để sản xuất ra năng lượng mặt trời. Cho nên ở vị trí của câu số 2, các em có thể điền cho cô cụm từ là solar energy. Và câu số 3, when energy comes from, we call it hydro energy. Khi năng lượng đến từ nước, chúng ta gọi đó là năng lượng thủy điện. Thì ở câu số 3, chúng ta có thể điền cho cô là water. Và câu số 4, they are reducing the use of, because it is not safe to produce. Họ đang giảm sử dụng năng lượng hạt nhân bởi vì nó không an toàn để sản xuất. Như vậy, ở vị trí của câu số 4, chúng ta có thể điền cho cô cụm từ nuclear energy. Bây giờ, chúng ta sẽ thực hành phát âm thông qua bài tập 4 và bài tập 5 các bạn nhé. Stress in three syllable words là trọng âm của những từ có 3 âm tiết. Yêu cầu của hoạt động số 4, nghe và nhắc lại, chú ý đến các trọng âm trong các từ. Thì ở đây chúng ta có một số những cái từ có 3 âm tiết. Các em lưu ý rằng trọng âm ở đây đã được đánh dấu trước cho mình. Cho nên chúng ta sẽ chú ý, lắng nghe và lặp lại các bạn nhé. Energy. Recycle. Dangerous. Expensive. Easily. Polluting. Government. Resources. Chúng ta sẽ thực hành bài số 5 với yêu cầu nghe và lặp lại, chú ý đến các âm tiết được nhấn trọng âm trong các từ được gạch chân dưới đây. 1. Nuclear energy is dangerous and expensive. 2. We should ride a bike when traveling short distances. 3. The word recycle has 3 syllables. 4. Burning coal is polluting our environment. 5. Our government is looking for new sources of energy to replace gas. Chúng ta cùng xem lại các câu nhé. Ở câu số 1, nuclear energy is dangerous and expensive.
năng lượng hạt nhân thì rất là nguy hiểm và đắt. Câu số 2. We should ride a bike when traveling short distances. Chúng ta nên đi xe đạp khi mà chúng ta đi ở những quãng đường ngắn. Câu 3. The word recycle has three syllables. Từ recycle thì có 3 âm tiết. Câu số 4. Burning coal is polluting our environment. Đốt than sẽ làm ô nhiễm môi trường của chúng ta. Và câu số 5. Our government is looking for new sources of energy to replace gas. Chính phủ của chúng ta đang tìm kiếm các nguồn năng lượng mới để thay thế khí đốt.